Các bạn chú ý này, trong bài học hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu khá là ok về việc truyền dữ liệu từ controller sang view rồi. Thì đến hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn và học một số các cú pháp trong cái thằng view này nó như thế nào nhé. Thế thì đầu tiên các bạn để ý cho thầy này. Bài toán đặt ra là như thế này, chúng ta sẽ vào cái trang Google Shop để chúng ta lấy một cái bài mẫu để chúng ta nhìn vào cho nó trực quan. Chúng ta sẽ lấy một cái bài mà điển hình nhất đi, là bài quản lý sinh viên chẳng hạn. Đây. Các bạn để ý cho thầy này, là như trong phần hôm trước thì chúng ta học cách thiết kế form này rồi, đẩy dữ liệu lên rồi. Bài toán đặt ra là bây giờ giả dụ thầy muốn thiết kế một cái form như thế này, một cái giao diện như thế này. Có thể đổ ra được tên, full name, add address này ra bên ngoài cái view thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Giả dụ trong trường hợp này các bạn học là giả dụ các bạn sẽ tự động fetch ra một cái dữ liệu mẫu như thế này trước đã, là sẽ gồm có cái trường dữ liệu như này, là có tên, có tuổi và có địa chỉ. Sau khi mà chúng ta làm xong phần fetch, chúng ta sẽ đổ dữ liệu ra view. Tiếp đó chúng ta sẽ học về phần database. Sau khi học xong database thì chúng ta sẽ quay trở lại là lấy cái dữ liệu này từ database đổ ra nhé. Thế thì đầu tiên để làm được cái chỗ mà như thế này, chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Các bạn để ý này, để hiển thị ra được một cái giao diện này bằng Laravel thì chắc chắn một điều là các bạn cần phải nghĩ đến cho nó là một cái root đầu tiên, tức là một cái URL. Các bạn phải define cho cái thằng này một cái URL để biết được là khi gọi vào cái URL đấy nó sẽ hiển thị ra trang này, đúng không? Thì là cái bước đầu tiên các bạn cần làm. Thế thì chúng ta sẽ mở cái phần web này ra. Các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái URL của nó. Giả dụ URL này chúng ta đặt nó là student list, danh sách sinh viên chẳng hạn. Cái S tức là đặt tên cho cái thằng này là gì, các bạn đặt luôn như thế này cho nó tiện nha. Thế thì cái controller của cái thằng này chúng ta sẽ bắt đầu đặt controller khác cho nó. Chúng ta sẽ vào cái dự án của chúng ta. Đây, giả dụ các bạn vào trong cái folder của cái dự án Laravel, các bạn sẽ chạy cái lệnh của nó để tạo ra thằng controller. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho nó là sinh viên, student controller. Các bạn ấn enter cái thì khi đấy chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái này này. Các bạn sẽ tạo ra một cái function gọi là show po sinh viên. Đây. Thế thì các bạn sẽ chỏ cái root đấy vào chính cái controller này. Để các bạn sửa đây. Đây các bạn nhìn này, như thế này là chúng ta sẽ gọi nó vào cái thằng view này rồi. Bây giờ các bạn sẽ mở cái web của bạn lên. Chúng ta gõ student list. Hiện tại nó sẽ ra trang trống, đúng không? Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là gọi cho thằng này một cái view. Chúng ta sẽ đặt là student list như này. Tiếp đó các bạn sẽ cần phải vào chính cái mục là resort này, phần view. Các bạn sẽ tạo ra cái view tương ứng cho cái hệ thống này. Rồi các bạn có thể lấy một cái... Đây, chúng ta có thể code bằng Bootstrap bằng cách như sau. Các bạn lên trên đây, các bạn code bằng Bootstrap 3 được, 4 được, tùy, không quan trọng lắm. Chúng ta code luôn bằng phiên bản Bootstrap 4 này. Bản thân hai thằng này nó cũng tương đồng, nó khác nhau có một chút thôi. Rồi, rồi như thế này là coi như đã xong này. Chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế cái phần khung giao diện của nó.
Bạn nào mà quên bút chát rồi thì về học lại nhé. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái đổ ra một cái thầy bộ trước này. Rồi, chúng ta sẽ cho nó là no, là số thứ tự đi. Đây, chúng ta sẽ làm giống như cái yêu cầu của đề bài. Rồi các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chạy lại cái này. Thì như thế này các bạn sẽ đổ ra được cái khung như thế này, khá là tiện. Đây các bạn nhìn này. Này. Thằng bút chấp 4 thì nó hơi khác. Vậy thì chúng ta cứ dùng tạm bút chấp 3 đã, bởi vì cái kia nó để cho nó đỡ mất công sửa lại mấy thứ. Nhìn cho nó dễ nhìn nha. Chúng ta sửa cái kia lại xong. Như thế này là các bạn đã có được cái phần dữ liệu khung giao diện này. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là thử tạo ra được cái dữ liệu này nha. Thì các bạn để ý cho thầy này. Trong controller này giả dụ các bạn tạo ra một cái dữ liệu mẫu cho thầy là student. Này, nó là một mảng. Thì các bạn để ý cho thầy là với cái này thì dữ liệu hay là các thứ thì các bạn cần phải đẩy từ controller đẩy sang tầng view. Thì trong tầng view thì tuyệt đối các bạn không xử lý nghiệp vụ của nó ở đấy nhá. Thì nó mới là thành code chuẩn chuẩn thôi nhá. Giả dụ ở đây các bạn for phát để fake ra một cái khoảng độ 10 thằng sinh viên chẳng hạn. Ở đây các bạn có thể add thêm từng thằng sinh viên mới vào. Ở đây nó sẽ có lần lượt là full name chẳng hạn. Các bạn có thể cho là thằng rồi. Như thế này là giả dụ các bạn đang fake ra được khoảng độ 10 thằng sinh viên này với thông tin lần lần như thế này. Các bạn truyền dữ liệu sang thì như thế này, như hôm trước chúng ta học rồi là dùng cái thằng quiz này. Nó sẽ là thằng student. Ở đây. Đấy. Thì các bạn để ý này. Bây giờ các bạn đã truyền được cái dữ liệu là toàn bộ danh sách sinh viên này sang cái thằng view này rồi. Thế thì bài toán đặt ra bây giờ chúng ta sẽ hiển thị nó như thế nào, đúng không? Thì các bạn để ý cho thầy này. Phần này là cái thằng student nó là một mảng. Code for ở trong PHP thì nó là như này. Chúng ta khá là quen. Nhưng cái code for ở trong thằng Laravel nó sẽ như thế nào? Các bạn để ý cho thầy này. Code trong controller thì các bạn code theo kiểu này nhé. Nhưng trong cái thằng view của nó thì chúng ta không được code theo cách này. Tất nhiên là chúng ta vẫn làm code theo cách này bình thường được. Không lỗi. Nhưng có điều là chúng ta nên tận dụng những cái thủ thuật code của thằng Laravel ấy thì nó sẽ hay hơn cú pháp của nó. Ví dụ như các bạn dùng for x ở đây này. Đấy, các bạn truyền cái thằng student này sang. Giả dụ một cái item thì nó sẽ có cho với cú pháp của Laravel ấy, nó sẽ cho phép các bạn code song song giữa thằng PHP kèm theo đó là code HTML luôn. Thì thành ra nó sẽ rất là dễ chịu, màu sắc nó nhìn nó dễ. Ở đây các bạn để ý này, hiển thị dữ liệu của nó, các bạn dùng cái thằng này, 2 chấm full name.
Thì các bạn nhìn này, dữ liệu các bạn lấy ra đã xuất hiện ngay. Còn cái chỗ nâu này, chỗ thứ tự này các bạn muốn cho nó tăng lên, các bạn truyền ở đâu cũng được, các bạn truyền từ trong code view cũng được, mà các bạn đẩy ở đây cũng được. Giả dụ các bạn đặt ở đây cho nó một biến này, cho nhìn cho nó dễ chịu. Đây, index của 1, bắt đầu từ 1 chẳng hạn. Các bạn truyền sang đây. Cộng cộng. Đây. Xong. Cái đấy thì nếu như thế không phải là for x trong for x, mà nó sẽ là for bình thường, các bạn lấy ra y cũng được. Nhưng chúng ta để cái index này là để sau này trong bài toán phân trang thì nó sẽ dễ chịu hơn. Nghĩa là trong nhân TypeScript đây, các bạn định cho kiểu thằng này key value, sau đó là các bạn truyền cái key này vào đây. Này, nó bắt đầu từ 0. Nhưng thầy truyền cái kia vào là để trong cái trường hợp lát nữa làm về cái phần ấy thôi. Làm về phần phân trang thì truyền từ bên ngoài kia vào, tức từ controller vào. Còn cái này chỉ là truyền index thôi. Rồi thì lát nữa đến phân trang thì thầy sẽ lại quay về cái này, thầy phải đổi nó từ bên ngoài, từ controller chuyển sang nhá. Còn tạm thời thì chúng ta để theo cách nào cũng được. Như thế này là coi như là chúng ta đã xong cái phần đổ dữ liệu ra này. Thì các bạn để ý này. Phần này các bạn đã nắm được hai cái phần này rồi. Thế thì các bạn chú ý cho thầy nhé, là khi mà học về cái này các bạn cần phải tìm hiểu khá là nhiều cái cú pháp của cái thằng này nữa. Như là những cái câu lệnh là root này, URL ở trong view này, hay là tất cả những cái thành phần như kiểu là for hay là cái câu lệnh if của nó ấy. Các bạn để ý cho thầy là if của nó cũng sẽ viết theo kiểu này này nhé. Chúng ta học cách code của thằng Laravel luôn để cho nó nhàn. Thì giữa cái code của cái thằng controller thì các bạn dùng for viết các thứ như bình thường thôi. Nhưng mà khi các bạn code bằng thằng view này, tức là tầng view là cái file plate.php ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải code theo cái cú pháp của Laravel. Thì làm như thế nó sẽ nhanh, đẹp, nó dễ bắt mắt hơn. Thì các bạn chú ý nhé. Rồi, bước đầu tiên chúng ta dừng tạm thời ở cái giai đoạn là hiển thị cái view này đã. Chúng ta sẽ quay sang cái phần xử lý về database nha. Các bạn để ý cho thầy này. Thế thì bài học của chúng ta là như sau. Là việc đầu tiên là để học về database ấy, thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về cái cách thiết kế một cái table trong Laravel nó là như thế nào. Các bạn để ý cho thầy này, để thiết kế database trong Laravel ấy, thì nó có quy định là có một cái folder liên quan đến thằng database là cái thư mục này này. Nó sẽ có một cái folder con là thằng migration này. Thì trong cái migration này thì nó sẽ chứa là cái phần chúng ta tạo ra một cái bảng. Thì như trong buổi học hôm trước thầy có đề cập tới là cái như kiểu là bảng sinh viên chẳng hạn. Thì các bạn để ý này, cái bảng sinh viên của cái thằng Laravel ấy, nó sẽ được tạo ra bằng cái cú pháp lệnh này là như thế này. Thế thì từ đây các bạn sẽ cần phải đặt ra câu hỏi là thế thì làm thế nào để tạo ra được cái file này? Có phải chúng ta lại new file xong shape nó dưới dạng này hay không? Thì các bạn chú ý cho thầy là chúng ta không nên làm kiểu đấy, bởi vì làm như thế chúng ta sẽ rất mất thời gian. Chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là làm bằng lệnh để gen ra cái các cái thành phần này. Bên cạnh đó, các bạn sẽ cần phải tìm hiểu là cái này ý nghĩa là gì. Và chúng ta sẽ tìm hiểu là từ cái file cấu hình như thế này, làm thế nào để chúng ta đưa cái bảng này vào trong cái table của chúng ta, trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, giả dụ như thế này. Các bạn vào đây. Các bạn sẽ vào trong cái mục gọi là test 3 này của chúng ta này. Giả dụ như cái phần này đã có rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là tạo ra một cái bảng sinh viên là gồm các thông tin như là full name, address, s
thì chúng ta sẽ tạo như thế nào, đúng không? Thì các bạn để ý cho thầy này. Bước đầu tiên để làm về cái hệ thống đó thì chúng ta phải học cách là tạo ra cái tên của cái file chứa trong cái thằng migration này bằng cách nào. Thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chạy câu lệnh là php artisan make migration. Sau đó các bạn đặt tên cho cái thằng đấy là, ví dụ như tạo bảng thì thường nó sẽ có tiền tố là grade trước, sau đó là đến tên bảng, giả dụ là sinh viên. Sau đó là table. Nha, các bạn nhìn này, enter một phát nó sẽ tự generate ra cái bảng đấy luôn cho chúng ta ở đây. Nó sẽ tự gen ra và lúc đấy nó sẽ gen tự động cho các bạn mấy cái trường thông tin cơ bản này, là sinh viên, ID và cái timestamp. Thế thì mấy cái này nó là cái gì? Thì các bạn để ý cho thầy là để học về cái chỗ migration này này, các bạn cần phải lên trên mạng gõ Laravel migration. Thì các bạn để ý nó sẽ nhảy ra cái trang đầu tiên về cái động migration này. Thì nó sẽ có một cái trang để cho các bạn học toàn bộ về thằng migration, chính là trang này, là trang chính thống của nó. Các bạn học ở đây là tiện nhất. Cách tạo bảng như thế nào này, cách sửa đây, các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ hướng dẫn cho các bạn khá là nhiều thành phần. Một là làm thế nào để tạo ra bảng, hai là thay đổi tên bảng và hủy bảng đi bằng cách nào. Về cột, chúng ta có thể bổ sung thêm cột, chúng ta có sửa cột đây, chúng ta có thể chỉnh sửa cột, chúng ta hủy cột đi thì làm thế nào, tạo index như thế nào, tạo foreign key như thế nào. Ở đây nó có tất cả những cái mà các bạn cần. Tức là giả dụ ở đây các bạn muốn tạo bảng, các bạn chỉ kích vào đây thôi. Đến chỗ này là nó sẽ có cái phần để cho hướng dẫn cho các bạn cách tạo bảng này. Thì câu lệnh của nó sẽ là như thế nào? Thì các bạn để ý cho thầy là về tạo bảng ấy, nó sẽ có một cái cú pháp tạo lệnh như thầy demo lúc nãy đấy, là PHP đây, PHP artisan. Đây các bạn nhìn này, đây là cái phần generate ra cái migration, đây cách tạo của nó đây nha. Thế thì các bạn chú ý cho thầy là tiếp theo nữa là cái này có nghĩa là gì? Cái cú pháp này thì là cái mặc định của bộ Laravel rồi, chúng ta chỉ cần để ý cái chỗ này thôi. Cái chỗ này có ý muốn nói là đây là tên bảng. Cái chỗ student này này, cái tên file ở bên ngoài này là viết thế nào cũng được, nhưng cái chỗ này này là tên của cái data, tên của cái table trong database nhé. Còn đây là cái cách tạo thêm các cái trường trong database đó, ở trong cái bảng đó. Thì các bạn để ý này, thế thì những cái như kiểu là include này có nghĩa là gì? Thì các bạn để ý này, chúng ta có thể tra ở dưới đây, nó sẽ có một cái bảng để cho các bạn hiểu này. Đây là bảng danh sách tất cả những cái trường thông tin hay là các cái cú pháp lệnh để cho các bạn cần tìm hiểu. Thì ví dụ như các bạn nhìn ở đây này, big increment, ở đây nó sẽ là một cái biến chìa khóa chính tự tăng có kiểu dữ liệu là big unsigned big in nha. Tương tự như thế, còn cái thằng increment thầy tạo ra ở đây thì nó là một cái cột chìa khóa chính có kiểu dữ liệu là unsigned integer nha. Tương tự như thế, những cái thằng timestamp nó có nghĩa là gì, các bạn cũng có thể tra luôn. Đây các bạn có thể tra luôn cái thằng này. Thì cái thằng timestamp này này, nó có nghĩa là nó sẽ tự động add thêm hai cái trường cột có tên là created add và update add có kiểu dữ liệu là timestamp vào trong database. Có nghĩa là với cái câu lệnh này là nó sẽ generate ra luôn nha. Vậy bây giờ chúng ta muốn thêm một cái cột bất kỳ vào thì chúng ta thêm như thế nào? Thì các bạn để ý cho thầy, các bạn có thể tra hết ở đây. Giả dụ cái kiểu như là full name các bạn muốn cho nó là kiểu vacha khoảng độ 150 ký tự thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây các bạn để ý này, nó có một cái trường dữ liệu là string ở đây. Đây này các bạn nhìn này, thì ở đây này các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có cái cấu trúc nó như này. Vậy thì ở đây giả dụ các bạn tạo ra một cái thằng đặt tên table i.string, các bạn cho trường dữ liệu là full name, số lượng ký tự các bạn mong muốn là khoảng độ cho 150 ký tự thì các bạn viết như thế này. Tương tự như thế, thằng table string address các bạn mong muốn cho nó vào 200 ký tự. Tương tự như thế là table các bạn muốn cho nó là kiểu integer, là số nguyên, là thằng s tuổi chẳng hạn. Ở đây ví dụ như các bạn có thể để mặc định như này cũng được nha. Như thế này là giả dụ sau khi làm xong cái này, có nghĩa là các bạn đã cấu hình xong về hệ thống database rồi, các bạn muốn đưa cái
này vào trong cái bảng thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn để ý này, chúng ta chỉ cần chạy câu lệnh là php artisan migrate, các bạn enter cái thôi thì như thế này này, nó sẽ generate luôn. Thì từ đây các bạn nhìn lại cái bảng database của chúng ta này, nó sẽ có thêm cái bảng mới là bảng student có trường dữ liệu đây, giống như chúng ta đã define nha. Thì từ cái chỗ này này, bài toán đặt ra là chúng ta đã xong cái phần thiết kế database rồi. Bài toán đặt ra của chúng ta là như sau. Thầy sẽ đi trước qua hai cái thằng này. Thầy sẽ chạy đến thằng seeder trước. Bình thường thỉnh thoảng là sẽ có một số cái yêu cầu đặt ra là chúng ta sẽ phải dùng đến thằng seeder để thực hiện cái quá trình là tạo ra một số cái dữ liệu mẫu. Bọn em chú ý cho thầy là bình thường nhá, là khi bọn em phát triển một dự án ấy, ban đầu thì trong database của bọn em chắc chắn sẽ có một cái loại dữ liệu mẫu sẵn luôn. Bởi vì giả dụ như hệ thống mà không có dữ liệu mẫu sẵn, nó sẽ không chạy được chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo ra một số các cái, ví dụ như về phần giới tính chẳng hạn, chúng ta sẽ mặc định là có một cái bảng về giới tính chẳng hạn, các bạn tự động add thêm các trường nam và nữ trước hoặc cái gì đấy. Hoặc là thường là một số các cái dữ liệu mẫu mà cần cho vào ngay cho nó tiện, ví dụ như là thông tin quận huyện chẳng hạn, những cái đấy nó có sẵn hết rồi, chúng ta có thể insert luôn vào database. Hoặc là ví dụ như tài khoản admin chẳng hạn, chúng ta muốn add sẵn vào nó là một tài khoản admin đầu tiên, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tất nhiên là nó có rất nhiều cách, có nghĩa là các bạn có thể code chay để các bạn insert vào cũng được, và có thể các bạn có thể không cần có dữ liệu mẫu mà các bạn chạy luôn, thì cái trường hợp đấy thì cũng ok. Nhưng trong trường hợp là những cái dự án bắt buộc cần phải có dữ liệu mẫu thì mới chạy được ấy, thì các bạn để ý cho thầy là cái thằng seeder này là cái thằng để giúp chúng ta tạo cái dữ liệu mẫu là tiện nhất nha. Thì cái này nó giúp là tạo ra cái dữ liệu mẫu chung cho cả một toàn một cái dự án. Thế thì chúng ta sẽ phải làm nó như thế nào? Đầu tiên các bạn vào cái thằng seed này này, nó có cái phần data seeder ở đây, thì các bạn nhìn cho thầy là ở đây này, nó sẽ có một cái trường này khá là tiện. Thế thì làm về thằng seeder này, nó cũng có rất nhiều cách để các bạn insert dữ liệu vào database. Giả dụ cách đầu tiên thầy sẽ dùng đến là thằng ZDB này. Giả dụ bây giờ thầy add một cái dữ liệu mẫu trước vào đây là data table ở đây, vào chính cái bảng user bảng student. Thì các bạn chú ý này, với cái cú pháp lệnh này là nó sẽ giúp cho chúng ta là insert một cái bản ghi vào trong cái bảng student. Và các cái bảng dữ liệu này, giả dụ các bạn cho trường là full name đầu tiên là cho thằng rồi tuổi, các bạn cho nó là bằng 12 chẳng hạn, address. Giả dụ như này. Và bên cạnh đó nó có thêm hai trường thông tin là Christmas, các bạn cũng phải thêm vào là cái ngày tạo ra là ngày nào. Thì thường về cái dữ liệu đấy, giả dụ các bạn có thể cho nó vào đây là một cái thời gian. Chúng ta có thể lấy date này, ngày, tháng, năm, tháng, năm ngày, năm tháng ngày đấy, giờ, phút, giây. Đây chúng ta lấy cái này, chúng ta cho cái timestamp vào đây, chúng ta lại cho thêm trường update the date vào đây. Nha, như thế này này. Và bây giờ bài toán đặt ra là làm thế nào chúng ta add cái dữ liệu mẫu vào đây này. Thì các bạn chỉ cần dùng câu lệnh như sau là php artisan db 2.seed chạy cái. Rồi ok, cái này thầy nghĩ là trong database đây các bạn nhìn này, chúng ta sẽ để cái gạch này cho nó lành trước, nó trong trường hợp dùng view không hoạt động thì chúng ta dùng kiểu này. Thì các bạn nhìn này, đây dữ liệu database của chúng ta đã add được vào rồi đúng không? Các bạn nhìn này, đã có dữ liệu mẫu rồi nha. Bài toán đặt ra là trong một số trường hợp mà người ta muốn chúng ta insert vào khoảng độ 50 bản ghi trước thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn để ý này, khá là dễ thôi. Đây là trường hợp insert một bản ghi nhé. Các bạn để ý này, chúng ta enter phát comment lại. Các bạn có thể dùng for phát
chạy phát 50 vẫn ghi được hết. Chúng ta sẽ cho vào đây. Để cho 50 bản ghi này là mỗi cái một kiểu, chúng ta có thể sửa bằng tên một cách dùng y này. Tên ở đây sẽ là cộng với đô la y nữa cho tuổi nó tăng lên tí. Địa chỉ y. Tham xem như này. Rồi các bạn để ý này, chúng ta chỉ cần lại chạy lại cái câu lệnh này. Cứ mỗi lần chạy lại cái này nó gọi lại cái tức là mỗi lần chạy cái câu lệnh này này thì nó sẽ gọi vào trong cái thằng này một lần nha. Chính vì thế các bạn gọi vào đây xong. Các bạn vào đây database nhìn này. Dữ liệu mẫu lên rất là nhiều, 50 bản ghi thoải mái cho các bạn test. Đây, các bạn nhìn này nha. Vậy là đã có đủ cái dữ liệu mẫu để cho các bạn test rồi, đúng không? Khá là tiện. Đấy, Trần Văn 0, Trần Văn 1, 2 3 4 đến tận 50 nha. Bài toán đặt ra là bây giờ làm thế nào để chúng ta lấy được cái dữ liệu trong cái database này này để chúng ta đổ ra cái giao diện này, đúng không? Nha. Cái phần này là coi như về phần seeder này, các bạn còn vấn đề gì nữa không? Có gì không hiểu nữa không? Nha. Cái này thì chúng ta là ok rồi này. Này ok này. Cái này còn vấn đề gì không các bạn? Seeder của nó chỉ đơn giản vậy thôi. Seeder nó chỉ là nơi để generate ra, tức là sinh ra các cái dữ liệu mẫu cho cái dự án của bạn để các bạn có thể là dùng cho mục đích là test chẳng hạn. Đặc biệt là những dự án về test, chúng ta hay sinh ra dữ liệu mẫu cho nó nhanh, cho nó tiện để chúng ta test một cái chức năng nào đấy. Thì các bạn làm cách này nó tiện hơn rất nhiều so với việc các bạn vào, các bạn lại đi vào trong chính cái thằng PHP Admin hay gì đấy, các bạn tạo insert nó rất là khó chịu lâu, đúng không? Chúng ta dùng cái này chúng ta generate ra nó nhanh. Thì chúng ta có thể cố gắng quan sát cái này, đó là trong những bài toán là đặc biệt về dữ liệu mẫu, các bạn có thể áp dụng nó để generate ra nhé. Thế thì về cái thằng seeder này là thầy nghĩ là ok rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái thằng thao tác trên database này. Cái này thầy sẽ, cái này chúng ta sẽ gọi là thao tác này. Thao tác dữ liệu trên database. Thì các bạn để ý cho thầy là cái cách thao tác dữ liệu lên trên database này thì nó rất là nhiều thứ. Thì chúng ta sẽ nói một cái thì chúng ta sẽ không hiểu được. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho bọn em cái tài liệu để tìm hiểu về cái thao tác, cách thao tác dữ liệu trên database trước. Rồi sau đó là chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng mục sau nha. Thì cái việc đầu tiên là để tìm hiểu về cách thao tác dữ liệu. Đây là cái phần migration nhá. Thì các bạn tìm hiểu hết trên trang này cho thầy. Còn cái cách thao tác của nó là các bạn có thể dùng đến thằng Query Builder này. Thì trong cái thằng Query Builder này này sẽ là nơi chứa tất cả những cái phần mà các bạn sẽ cần thực hiện để thao tác dữ liệu. Từ việc truy vấn, đây này các bạn nhìn này, từ việc câu lệnh truy vấn thì như thế nào, lấy dữ liệu ra làm sao, rồi select như thế nào, raw dữ liệu ra làm sao, rồi vân vân vân, tất cả mọi cái, hay là join các bảng bằng cách nào. Bình thường các bạn hay join bảng bằng cú pháp của thằng câu query cũng ok, nhưng ở đây nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách truy vấn, join các cái bảng lại, hay là left roi right roi, hay là cross roi như thế nào đấy, ở đây nó có hết nha. Thì cái cú pháp của nó như thế nào các bạn tham khảo ở đây, union hay là mệnh đề where hay các thứ ở đây họ mô tả rất là chi tiết này. Thầy nghĩ là tài liệu ở đây nó cụ thể nhất rồi. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ học cái cơ bản trước tiên đã, là làm thế nào các bạn có thể lấy được toàn bộ cái dữ liệu trong database, tức là trong cái bảng này này, để đưa ra đây. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ vào cái controller này của nó, chúng ta dùng cái UDB ở đây. Thì các bạn để ý này, cái phần dữ liệu này của chúng ta hiện tại nó đang là cái dữ liệu fake thôi. Bây giờ thầy sẽ cho nó là dữ liệu thật. Lấy từ database ra thì làm thế nào? Chúng ta đơn giản cũng chỉ cần dùng một cái biến student này bằng db://table/student, các bạn truyền vào. Các bạn chỉ cần dùng get một cái đơn giản như này thôi là nó lấy được toàn bộ dữ liệu trong database đổ ra rồi. Và chúng ta chỉ cần ra đây hiển thị nhé. Thì các bạn để ý cho thầy là cái lúc hiển thị bằng cái thằng này nó không giống cái kia nữa, là chúng ta code kiểu này nó không chạy, mà chúng ta phải code theo phương pháp khác.
cũng tương tự như thế này. Nhưng các bạn nhìn này, cái chỗ này nó không phải là kiểu này nữa, nó lại phải là kiểu full name, nó là kiểu object. Các bạn chú ý cho thầy nhé, khi mà làm về cái thằng này nó sẽ biến thành kiểu object add, nó không phải là kiểu mảng nữa. Đây các bạn nhìn này, thì khi mà chạy như thế ở đây nó sẽ generate ra hết đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. Bọn em có thấy là có cái bảng nào mà cái dữ liệu nó dài như thế này không? Thì các bạn để ý cho thầy là bước đầu tiên chúng ta lấy được dữ liệu ra và đổ ra ok rồi đúng không? Nhưng mà thực sự là với những cái dữ liệu lớn như thế này, ví dụ như nó là 1 triệu bản ghi, không ai dạy gì mà cho hết trên một trang web đúng không? Nhìn nó rất là khiếp, nó rất là nhiều. 100 là đã kinh rồi, nói gì đến 1 triệu thì bọn em tưởng tượng là nó thật là khủng khiếp. Giả dụ như thế này, thầy cho thêm một câu lệnh này nữa, cho thêm phát nữa, cho thêm phát nữa, thêm phát nữa, thì thầy nghĩ là lúc đấy dữ liệu ở đây nó thật là khủng khiếp. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nghĩ đến cái giải pháp đó chính là phân trang, đúng không? Và chúng ta muốn cho mỗi trang khoảng độ 10 bản ghi thôi. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì bọn em chú ý cho thầy này, bình thường làm về bài toán phân trang bọn em sẽ phải xử lý rất là mất công, đúng không? Lâu và mất công, và đặc biệt là phải xác định cái số trang dưới là bài hiển thị này. Thì trong thằng Laravel nó hỗ trợ hết rồi, chúng ta làm rất là nhanh. Cái chỗ này này, chúng ta chỉ cần sửa câu lệnh này thành câu lệnh khác. Các bạn chỉ cần dùng mỗi cái thằng Burginet này, các bạn phân trang nó thành 10, thì các bạn cho 10 vào đây. Lúc đấy các bạn nhìn này, nó sẽ trở thành như thế này, là có 10 thôi. Nhưng quan trọng là bây giờ làm sao để hiển thị số trang ở đây, đúng không? Thì các bạn để ý cho thầy này, sang cái trang này các bạn làm rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần đặt ở đây một câu lệnh như sau, là cái thằng tên của cái thằng đấy, sau đó các bạn gõ link như thế này cái, là nó sẽ tự đổ ra rồi. Các bạn nhìn này, đây các bạn nhìn nhé, 1 2 4 5 6 7 8 ... 25. Các bạn kích vào đây phát, nó lại còn chấm chấm ở kiểu này. Kích kiểu này nó lại chấm ở đây, chấm ở đây nữa. Để mà làm như thế này thì bọn em code nó rất là to tay, mất công. Ở đây nó có sẵn rồi, nhìn này, nó phân trang rất là tiện. Đây, đây, đúng không? Nhưng bài toán đặt ra ở đây của chúng ta là lúc nào chúng ta thấy cái số thứ tự lúc nào cứ 1 cho đến 10 rất là khó chịu, đúng không? Chúng ta muốn là cho nó đúng cái vị trí index của nó thì làm thế nào? Thì các bạn để ý này, lúc đấy các bạn sẽ không thể nào code theo kiểu này được nữa, mà chúng ta phải hủy đi. Chúng ta sẽ dùng cái index từ bên kia chuyển sang thì nhìn nó sẽ là phân trang đẹp hơn. Thì ở đây các bạn để ý này, cái chỗ bài toán về phân trang index ở đây này, chúng ta sẽ lấy như sau. Mặc định cái index của chúng ta nó sẽ bắt đầu là bằng từ 1. Chúng ta sẽ kiểm tra là nếu, các bạn nhìn này, cái trang của nó là page ở trên đây này, nó sẽ có một cái tham số về số trang. Thì các bạn có thể kiểm tra là if ESS của request page nó mà tồn tại ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ lấy cái index này sẽ chính là bằng đô la request. Đây các bạn để ý này, không, chúng ta đặt cho ở đây là page, ban đầu là page 1 đi. Trường hợp cái này tồn tại, chúng ta sẽ cho một cái thằng page ở đây và chúng ta sẽ bằng request page nha. Ở đây các bạn sẽ tính ra cái index, thì index nó sẽ là bằng đô la page trừ 1 nhân với 10, là mỗi trang của 10 đấy cộng với 1 để cho nó vị trí nó bắt đầu. Thì các bạn truyền như thế này index sang thì các bạn nhìn này, đây nó sẽ là 51. À đây, sorry các bạn, ở đây nó sẽ thêm cộng cộng, đây nó là 61 62 như thế này. Xong tiếp này nữa, đây 2 này, và từ 1 cho đến 10. Thì làm như thế này nó sẽ rất là chịu, để cho các bạn nhìn biết được là cái trang đấy nó đang bắt đầu từ thằng nào. Ví dụ như đây từ thằng 51 cho đến thằng 60, từ thằng 71 trên thằng 80 như thế này nhé. Thì đây cho chúng ta thấy được là cái bài toán phân trang của nó rất là dễ chịu, đúng không nha? Đây, thế thì trong phần này chúng ta sẽ quay lại là chúng ta sẽ ôn luyện một chút, sau đó chúng ta sẽ thực hành tiếp nhé. Chúng ta luyện qua đã cho nó quen.